thường là khoảng 3 tuần, 4 tuần trước cái ngày bỏ phiếu thì các ứng cử viên cũng như là những người mà liên quan tâm đến cái vấn đề tranh cử bầu cử trong cộng đồng mình đó, họ tổ chức những chương trình nó gọi là, họ hay gọi nôm na là Rock the Vote. Mục đích là làm cái gì? Mục đích là kêu gọi những người nào chưa ghi danh đi bầu, là công dân mà chưa ghi danh đi bầu thì ghi danh đi bầu. Những người nào mà rời đi, đã ghi danh và đã từng đi bầu nhưng mà đổi địa chỉ, nhất là các chú bác lớn tuổi không có biết cái cách nào để mà điều chỉnh lại cái địa chỉ của mình thì họ sẽ không nhận được lá phiếu. Thành ra họ sẽ đến những cái buổi mà Rock the Vote như vậy để mà tái ghi danh lại, để chúng ta có thể chắc chắn là có lá phiếu. Mục đích là làm sao cho người Việt Nam của mình đi bầu càng đông càng có lợi cho người Việt Nam của mình, bởi vì tất cả những người đại diện cho dân á, từ cấp liên bang cho đến tiểu bang và quận hạt, họ luôn luôn nhìn vào cái số người đi bầu để mà họ có những cái quyết định là cái những cái tài khoản để giúp đỡ cho cộng đồng của mình nó nhiều hơn hay là nó ít hơn. Thành ra việc đi bầu là quan trọng lắm. Kế đến là bầu cho người nào, người ta gọi là bầu đúng mà cử cho nó xứng đáng. Thì đó là những cái việc mà họ luôn luôn họ kêu gọi để mà làm sao càng có đông người ghi danh càng tốt. Và ông hiện diện ở đây là với tư cách là người ủng hộ cho bà Janet Nguyễn hả? Vâng, tôi là người ủng hộ cho bà Janet Nguyễn thì cái điều đó ai cũng biết rồi. Lý do tại sao tôi ủng hộ cho bà Janet Nguyễn là bởi vì bà là thượng nghị sĩ. Trong cái kỳ ra tranh cử giám sát viên kỳ này, chúng ta có 4 người Mỹ gốc Việt đều là Đảng Cộng Hòa và chỉ có 1 người là ứng cử viên là người Mỹ gốc Mễ và là Đảng Dân Chủ. Thì nếu mà nhìn từ cái cục diện mà Dân Chủ và Cộng Hòa đó đang tương đương với nhau ở địa hạt 1 quận Cam thì chúng ta thấy rằng chúng ta người Việt ta bị chi phiếu. Và cái người Mễ là họ có được toàn số ủng hộ của Đảng Dân Chủ. Nếu mà cái cuộc bầu cử trong tháng 3 này người nào, hai người nào mà được cao phiếu nhất thì sẽ vào tranh với nhau trong tháng 11. Tuy nhiên nếu mà ở cái tháng 3 này người nào được 50% cộng thêm một phiếu nữa thôi là có thể thắng luôn, không cần phải đợi đến tháng 11. Thì hai người có cái triển vọng xa xôi thôi, rất nhỏ, là có thể làm được chuyện đó, là cái bà ứng cử viên người Mễ cũng như là bà Janet Nguyễn. Còn ba ứng cử viên khác đó thì vì họ yếu hơn, họ chưa có cái tầm mức đã có cái quá trình tranh cử nhiều lần và thắng lớn như bà Janet Nguyễn thì sẽ khó thắng được. Anh nhau tôi có gặp một số người ở đây nè, có những người là cũng là bạn thân của ông Michael Võ, cũng có những người là cư dân của Westminster, nhưng mà họ chia sẻ rằng tuy họ là bạn của anh Michael Võ nhưng mà vì họ thấy ông Michael Võ khó có thể thắng được, thành ra họ đến đây để họ dồn cái lá phiếu họ vào cho bà Janet Nguyễn, hy vọng là bà sẽ thắng luôn được 50% cộng 1. Nếu mà được cái điều đó thì chúng ta khỏi phải quan tâm đến cái rủi ro là vào tháng 11 chúng ta mất cái ghế giám sát viên vào tay cái người ứng cử viên người Mỹ gốc Mễ và Đảng Dân Chủ, thì coi như là cộng đồng Việt Nam của mình suốt từ mười mấy năm qua đã nắm giữ cái ghế giám sát viên mà bây giờ bị mất tay về một cái người khác thì nó là một cái điều hết sức là đáng tiếc cho cộng đồng của chúng ta. Thì mục đích chúng tôi yểm trợ bà Trang Nguyễn là vì chúng tôi đứng sau cái người ứng cử viên nào mà chúng tôi nghĩ là xứng đáng hơn, nhưng mà quan trọng hơn nữa là cho ứng cử viên nào mà chúng ta nghĩ rằng có thể thắng đè bẹp được cái đối thủ là cái người ứng cử viên người Mỹ gốc Mễ thôi anh. Vậy thưa ông, là cái đối thủ ông xác định được rằng là quan trọng nhất của bà Janet Nguyễn đó là một cái bà Francis của ở bên Đảng Dân Chủ, chứ không phải là một cá nhân người Việt khác như là ông Trần Thái Văn hay bất cứ ai là. Dạ chắc chắn là như vậy. Tôi nghĩ rằng là hai người mà về nhất về nhì sẽ là bà Janet Nguyễn và cái bà Marquez là người ứng cử viên người Mỹ gốc Mễ và của Đảng Dân Chủ. Và trong thời gian vừa qua thì cái ghế giám sát viên này tranh cử đối với 4 người là gốc Việt, trong đó thì nổi bật lên là ông Trần Thái Văn với bà Janet Nguyễn. Thì ông Trần Thái Văn thì lại liên quan đến là hiện giờ đang giữ chức là chủ tịch, không phải là chánh văn phòng đó của ông Lê Đỗ, thì ông cho rằng là nó có sự liên quan gì không, và đó là một cái đối thủ của bà Janet Nguyễn, thì sẽ có cái tranh thủ phiếu gì đối với cộng đồng của chúng ta không? Nó có ảnh hưởng là bởi vì ông ta dù gì nữa cũng sẽ được một ít lá phiếu của cử tri người Mỹ gốc Việt, nhưng mà không đủ để mà có thể làm cho bà Janet Nguyễn để thắng được bà Janet Nguyễn. Tuy nhiên có thể làm cho bà Janet Nguyễn bị mất đi cái 50% cộng một phiếu. Vì vậy mà tôi nhấn mạnh là rất quan trọng là cử tri của chúng ta, dù cho có là bạn thân của ông Michael Võ hay là bà Kimberly Hồ hay là ông Trần Thế Văn, chúng ta quyết tâm dồn về một người mà thôi, thì phải dồn vào cái người nào mà có cái thành tích rõ ràng, đó là bà Janet Nguyễn. Chứ nếu không đó, rồi mà cái người Mễ năm nay
Vì lý do gì mà họ được 50% cộng 1 là chúng ta mất đi cái ghế giám sát viên của cộng đồng của mình cho một cái cộng đồng khác. Và điều đó điều chúng ta không muốn xảy ra. Và trước đây đó, cách đây mấy ngày thì có một cái bản một cái tờ báo của phía bà Giáo sư Nguyễn đưa ra, thì trong đó thì xác định rằng cái đối thủ trong cái liên danh lần này là bà Kimberly Hồ với ông Trần Thái Văn, và cái nhóm bên đó là gọi là dính liền với nhau. Thì ông có đánh giá gì về các ứng cử viên đó, ba ứng cử viên đó có thể là liên kết với nhau không? Có lẽ là như vậy, và ít nhất là với bà Kimberly Hồ, vì bà đã từng nói trên phỏng vấn ở trên đài của cái ông một cái người YouTuber khác, bà nói rằng là nếu bà thua thì bà sẽ quay sang bà ủng hộ ông Trần Thái Nguyễn, ông Trần Thái Văn, xin lỗi. Nếu bà Kimberly Hồ thua thì bà nói rằng bà sẽ ủng hộ ông Trần Thái Văn. Không có một ứng cử viên nào mà đang ra tranh cử mà lại nói một cái câu đó hết, bởi vì nói như vậy tức là cho biết là thực sự ra cái dục tâm của mình không phải là muốn ra tranh cử mà chỉ muốn ra phá phiếu để cho bà Trần Nguyễn không thắng được. Mục đích của họ chỉ là làm sao Trần Nguyễn không thắng, mà làm như vậy đó, họ không thắng được mà họ muốn cho Trần Nguyễn thua, thì tức là dâng cái ghế giám sát viên này cho cái cộng đồng khác chứ không để giữ lại cho cộng đồng Việt Nam chúng ta. Hình như ở góc độ của chỗ ông Michael Võ thì như cũng có phát biểu tương tự thưa ông. Nếu mà như vậy thì nó quá rõ ràng, mà chúng ta nhìn thấy nè, bà Kimberly Hồ trên website trang mạng của bà đó thì nó không có quảng cáo gì bà sẽ làm cái gì, mà chỉ có một trang duy nhất mà trong đó là vận động gây quỹ cho bà mà thôi. Thành ra cái mục đích đó tôi thấy rằng là chỉ có một cái nét là bà không có thực sự muốn ra tranh cử mà chỉ ra để mà gây quỹ và muốn làm sao cho bà Trần Nguyễn không thắng được, chứ không phải tức là để cho người Mỹ thắng chứ không phải để cho cộng đồng Việt Nam trong thắng. Ngoài ra đó, bà nói bà dùng cái cơ hội này bà ra tranh cử để bà bêu xấu cá nhân ông bà Trần Nguyễn, không có nói về bất cứ một ứng cử nào khác mà chỉ nhằm vào bà, đánh phá bà Trần Nguyễn. Thì như vậy anh thấy rằng là cái mục đích là nó rất rõ ràng, tại nếu bà ra tranh cử thì tại sao bà không nói đến ông Trần Thái Văn cũng có những cái sai trái, ông Michael Võ cũng sai trái, mà chỉ nhắm vào một mình bà Trần Thái Nguyễn. Nhìn qua như vậy thì cử tri và đồng hương cũng đã biết rõ là cái dụng tâm đằng sau lưng của họ là cái gì. Thí dụ bà lôi ra những cái chuyện mà tôi thấy không đúng sự thật, nhưng mà bà bịa ra và bà cho rằng bà Trần Thái Nguyễn là không có đạo đức. Nhưng mà nhìn lại xem chính bà mới là người không có đạo đức. Bà Kimberly Hồ trong cái năm 2020 thì bà đã cùng với lại ông Charlie Nguyễn Mạnh Trí toa rập với nhau. Bà Kimberly Hồ thì bổ nhiệm cho người con của ông Charlie, và ông Charlie thì bổ nhiệm cho người con của bà Kimberly Hồ vào cái ủy ban quy hoạch của thành phố, mà không hề nói biết là đây là hai người con của mình. Thật ra chính bà mới là làm việc y chang như nghe đồ đỏ, anh thấy không? Vâng, thưa ông, thì hiện giờ có một câu hỏi khá lớn là các cái cử tri đặt ra đó là bà chúc mừng năm mới và chúc quý vị là thượng nghị sĩ của tiểu bang, và tại sao thì lại anh em chúng tôi để mà đi về tân khấu cho anh chị em các bạn. Cái điều này nó rất là quan trọng, là bởi vì đó gần đây đó ông Andrew Đỗ bị mang tay tiếng rất nhiều và nó làm xấu hổ cho cộng đồng người Việt của chúng ta đối với lại người bản xứ. Thành ra vì vậy mà tôi nghĩ rằng bà thượng nghị sĩ Trần Nguyễn là cái người xứng đáng và cần thiết phải quay trở lại Quận Cam để mà chứng chỉnh lại Quận Cam và lấy lại cái danh dự cho người Việt Nam của mình đối với người bản xứ. Và bà đã nói rằng bà nếu bà về làm giám sát viên, bà sẽ điều tra tường tận để cho để mang những cái người mà đã tham nhũng hay là đã lạm dụng cái quyền hạn của văn phòng của mình đó phải trả lời trước pháp luật. Và như vậy thì chứng tỏ cho người bản xứ biết rằng người Việt Nam của chúng ta không có toa rập, không có ba che và không có tham nhũng, có những người rất tốt. Thì đó là cái việc mà phải cần có người lãnh đạo giỏi như bà Trần Thái Nguyễn về để lại lấy lại danh dự cho cộng đồng của mình. Và với tư cách cá nhân thì ông có phù hợp với cái mong muốn của bà Trần Thái Nguyễn hay không, là lôi đầu những người hoặc là lôi ra tất cả những cái phúc tắc hay là những người đã có vi phạm ra trước pháp luật không? Tôi cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali đã ra một cái thông cáo rất là rõ ràng, và tôi sẽ chia sẻ với anh trong một cái dịp nào nếu mà hai anh có thể đó, bây giờ mình không thì giờ. Nhưng mà cộng đồng đã lên tiếng yêu cầu ông Andrew Đỗ phải từ chức, và những người nào mà làm việc sai sẽ phải chịu trách nhiệm.